Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay làm video để giới thiệu một cái van cơ giới thiệu qua bốc hộp để bên trong xem bên trong như thế nào luôn. Và cái mẫu này là mới về. Nó van cơ cao cấp ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem và một lát sẽ tháo bên trong để xem cái con mặt như thế nào, ấy. Mở đầu tiên có một cọng dây nguồn tặng kèm, cái đầu van và cái giấy hướng dẫn sử dụng này. Tiếng Tàu không à, tiếng Trung Quốc ha. Rồi cái này là xuất xứ Trung Quốc rồi. Ok. Này là van cơ cao cấp. Van cơ chứ không phải là số nha. Chung là nó nghe tiếng vang là cũng ok. Bây giờ sẽ thử tháo ra và thử tiếng trước. Đây. Mặt trước của nó như thế này. Chỉnh mít tông. Mít tông, mít tông và echo có 5 lỗ mít, mặt trước 3 lỗ, dắt 6 ly và chỉnh chỉnh riêng mít có ở sau 2 lỗ nữa. Ở sau là dắt mít Canon nè. Canon này, Canon chỉnh Canon. Còn này thì dắt 6 ly bình thường. Chỉnh play nè, bass, bass mít chép của echo. Và echo level là tiếng lớn nhỏ của echo á. Bass mid chép của mid, còn bass mid chép của tiếng nhạc ba lăng. Mid volume và music volume. Này thì sáng đèn, đèn xanh ở đây rất là đẹp. Đó, đằng sau là có gì đây? Đằng sau cái này á, thì cũng khá là đặc biệt. Đây, mình nhìn thấy ha. Chạm nguồn này là nó tích hợp sẵn cái cầu chì nằm đây luôn nè. Nó khởi này ra là cầu chì nằm đây nè, công tắc ha. Rồi cái này thì lọc súp, cái này các bạn sử dụng hai cái ly, một cái ly để lọc cái tiếng phun ra này và một cái ly để lấy cái tiếng súp, đánh tiếng súp được. Cái ngõ ao này là nó cắt tiếng súp nè, này là súp lớn nhỏ nè ha. Còn này cắt cái tiếng tiếng nhạc nè, cắt cái tiếng chung á, cắt sạch luôn, nó dỗ đùng 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 thôi. Cái này ao mid, đây thì mid lớn nhỏ, mid thì lớn nhỏ, nhạc mid tổng ha. Rồi cái này là ao led right nè, right led. Cái này thì nhạc vô 1 và 2 input. Rồi bây giờ sẽ cắm dây để cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ không sử dụng dây nguồn của nó, giờ mình sử dụng dây nguồn test máy thôi. Dây nguồn của nó là mình cái đây zin, không có tháo ra. Cắm điện vô nha. Rồi sáng đèn xanh ở đây rất là đẹp. Đây báo đèn nguồn nè, power. Còn ở đây thì nó báo đường out, nghĩa là nhạc vô. Bây giờ mình sẽ cắm nhạc từ dưới kính qua. Này, từ dưới kính qua, cắm nhạc từ đây. Đây, bây giờ nó đang nhảy là AUX 2. Đó. Thì sẽ lấy đường ra luôn ha. Mình sẽ cần sử dụng cái rắc Canon chuyển sang mở AV. Nhìn cái gì mà nhìn lên rắc đi. Đây rắc 6 ly. Ý Canon mic cắm vào đường out này. Rồi hai thằng này sẽ ao về vô âm ly hoặc là cục đẩy.
Đây bây giờ sẽ xài loa chuyên dụng test máy. Đây out rồi ra hai cái AV để nó cắm vô. Một dây là một loa nha. Đó. Thì cái này mình bán thì sẽ khuyến mãi cho các bạn cái dây luôn. Rồi. Sẽ mở nhạc lên nha. Đây dặn lại lên. Thì bây giờ mình mở âm lượng lên. Chưa có nghe. Mình sẽ chỉ ngõ. Ngõ ở đây. Đó, nghe thôi. Nhưng mà mình đang bắt phi thôi, mình bắt nhạc một khúc nhạc nào đó. Nhạc EDM đi. Nhạc điện tử ha. Điện tử. Đó, mình không rồi. Rồi. Tăng volume lên. Đó. Cái này thì chúng ta muốn chỉnh á, muốn chỉnh bass trung chép thì phải cần một cái dít dẹp thế này. Đó, cái dít dẹp mình chỉnh được nha. Còn tay không mình không chỉnh được đâu. Đó. Này thì chỉnh bên nhạc nè. Bass nhạc, mid nhạc, chép nhạc, ba lăng là chia loa đó. Đẩy chính giữa thì nó sẽ hát hai loa, còn kéo qua đây thì hát một loa bên trái hoặc bên phải, kéo qua đây thì hát một loa bên trái, hát một loa ngược đại vậy đó. Cái này thì volume mic tăng lên ha. Bây giờ mình phá chép lại, con nghe nè, sao rất là nhiều chép đó, tiếng chép đục lại nhiều, mình xuống hết luôn ha, phá luôn. Loa cái này đang hát này. Rồi bây giờ nó tăng chép lên ha. Đó, có chép liền. Mid nè. Để 50% nha, bass 50. Bây giờ mình sẽ thử cái tiếng vang của cái con vang này, con vang cơ này, thử tiếng vang nó có giống là vang số có giá là 5,6 triệu hay không. Đây. Mình sẽ dẫn cái bôi mình được ha. 1 2 5 6 6 tiếng vang nghe cũng rất là ok, nói chung là nó hay hơn vang của Omly ha. Vang này là vang tự nhiên chứ không phải là vang kỹ thuật số như là vang số như mấy cái vang số 5,7 đâu, nó tự nhiên. Mình tưởng tượng giống như là mình đứng trong cái đường hầm mà mình la lớn lên đó, nó sẽ vang ngược trở lại, vang tự nhiên ha. Mình thử tiếng lại cho mọi người nghe nè. Lương 1, 2, 5, sầu, sầu, lương 1, 2, lương 5, sầu, sầu, lương, lương 1, 2, lương 5, sầu, lương. Tiếng vang như vậy là hát nhạc thì rất là hay, hay hơn thằng âm ly nhiều. Nhưng mà bì về cái vang kỹ thuật số của nhạc sống á, thì nó không có bằng đâu. Tại vì thằng này nó có giá là 2,000,000 thôi, gia động từ 2,1 triệu cho lên nè mọi người, 2,1 triệu. Thì cái này nó mới ra thì nó không có giá 2,1 triệu đâu, thì từ từ nó sẽ rẻ lại. Này là hiệu PS Audio K7 nha, K7 nó cao cấp hơn mấy thằng K9, K9 thì nó rẻ hơn vài trăm ngàn. Đó. Cái này thì có theo mình biết là hình như có loại 1, loại 2 á. Như là loại 2 thì nó 1,9 triệu gì á, 1,9 triệu, 1,8 triệu, nhưng mà không có lấy loại 1 thôi. Loại 1 là dễ xài, dễ xử lý với khách, mất công người ta biết là hàng loại 2 á, người ta không có chịu. Nói chung ai á cũng muốn xài loại hàng 1 hết trơn á. Ok. 1, 2, 5, 6, lên lên lên
năm sầu lên. Bây giờ mình chơi lớn nha mọi người, để hát thử một cái điệp khúc nào đó, hát thử bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ đi, hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ karaoke nha, thử cái tiếng vang của nó như thế nào. Giờ này là 10 giờ rưỡi rồi nhưng mà vẫn hát, vẫn tự sướng Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Này, điện thoại nó có bắt nét gì chưa? Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Rồi, giờ tỉnh chỉnh cái vang. Cái này thì cái loa của mình không phải là dạng vừa đâu, dạng VIP cao kê rất là ok chứ không phải là thường đâu. Nói chung là nó cũng ngang ngửi cái ly á. Vào thử máy mà. Rồi mình sẽ chỉnh để hát một cái bài. Cái này đặc biệt là nó có trống hú đó mọi người. Trống hú vàng vàng tơ nha. Lòng đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà, mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cũng thân một mình nơi xứ lạ. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở, tuổi thân con thơ nó đói biết nhờ ai, đời nói trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn khúc thôi, hát nhiều quá nó bị dính vào quyền ạ. À. Thì karaoke thì tiếng nói chung là hay hơn thằng âm ly thì tiếng vang của nó hay hơn, chỉnh hơn. Thì nó như là nó có độ cái tông của nó là đặc biệt hơn thằng ly á. Đây cái mẫu như thế này ha. PS Audio K7. Thì các bạn có thể là nhầm lẫn trên mạng á. Nó cũng có PS Audio K7 nhưng mà cái mẫu khác nha. Cái mặt model của nó, cái mặt của nó là khác nhưng mà cái mã số cũng giống như trang nhau. Mình không biết là thằng nào nhái thằng nào. Mà thằng này thì nói chung là mình hàng mới về thì mình test thấy ok. Thì mình có thể là làm video để giới thiệu cho mọi người để mọi người xài. Hàng tầm trung. Nhưng mà có giá cái này hàng tầm trung ấy, nhưng mà Vanker là loại hàng cao cấp ha. Thì karaoke gia đình thì chuẩn luôn. Còn như dạng nhạc sống thì không nên mua. Nhạc sống thằng này quá rẻ rồi. Quá rẻ thì ca nhạc sống thì sợ người ta chê. Tại vì nhạc sống là cái nhu cầu nó cao lắm. Nhạc sống thì cái vang nó khoảng chừng bèo bèo cũng khoảng 5 triệu trở lên. Vậy đó. Còn như cái này thì thích hợp cho gia đình ha. Gia đình các bạn mà muốn mà thêm cái vang cho âm ly của mình á thì cái này là như ý luôn. Ca gia đình rất là hay tại vì cái tiếng vang nó vang 3D luôn á, trống hú luôn. Rồi bây giờ tháo qua thử, nãy giờ nó nhiều quá. Rồi mình đã tháo bên trong. Wow, đồ nhìn hầm hú quá. À, cái này thì chắc chắn là có bộ trống hú của mọi người ơi. Đây mình sẽ chỉ mọi người từng chi tiết một. Đây là bo nguồn nha, không dám đụng vô đâu tại nó đang có điện á, dùng đôi chực á. À, bo nguồn nè, bo xử lý nói chung nó xài linh kiện dán không. Này thì chip xử lý tiếng vang hai con rồi le, bo chống hú. Wow, bo chống hú này nhìn hầm hú mọi người ơi. Bo chống hú này là ngoài thị trường không có bán rời nha. Thị trường có bán rời nhưng mà nó nhỏ hơn thằng này, nhỏ con hơn thằng này. Chống hú không có hiệu quả như thằng này đâu. Thằng này nó chống hú hiệu quả là 80-90%, khoảng 80% á. Còn như thằng thực ngoài thị trường á là nó chống hú như là khoảng 20-30% thôi. Thì mình có gắn nhiều mình biết ha.
Đó, nhìn bo rất là hầm hố. Màu màu gì đây? Màu này là màu màu tím. Và nhìn bo rất là ok. Biến chở luôn, biến chở này mới luôn nè. Biến chở xịn luôn á chứ không phải là biến chở thường đâu. Đồ Trung Quốc thiệt nhưng mà rất là chất lượng và cao cấp. Linh kiện dán. À, là cái mấy cái con này là con Lộc Tiến 4558. Phải không ta? Để coi chính xác cho mình coi nha. Thôi lấy nét lại. À, 4558 mọi người ơi. 4558. Con lớn. Vậy cho cái con IC tạo tiếng vang là con 65 951103 số của nó. Và có một bo chống hú. Mình phải bo chống hú này nè. Có lý ha. Đó, như vậy là toàn cảnh của nó. Rồi, cái video giới thiệu cũng cởi đồ của em nó cho mọi người xem cũng đến đây cũng xin là kết thúc ha. Thì các bạn nào muốn đặt hàng á, thì alo cho mình, và cái giá của cái sản phẩm này mình để dưới cái là phần mô tả video. Có khi thì nó giá nó dao động thì mình sẽ cố định cho anh em, khi nào nó tăng á, thì mình tăng giá, mình có thể là chỉnh sửa trên video. Lúc mà nó giảm giá thì mình sẽ giảm cho mọi người. Nhưng mà đặc biệt ha, cái này thì bây giờ là mình đang bán là 1 ý 2 triệu 2, thì mình tặng cho mọi người là dây kết nối luôn ha. Chỗ khác là mình bảo đảm là không có dây kết nối này. Đó, dây này là dây Canon, dây Canon kết nối, và thêm một sợi dây mic, mic mic ở đằng sau này, cái đông đực cắm vô đây đó, y như nhặt sống ha. Đó, mọi người thấy chưa, quan trọng là mình tặng cho mọi người nha, nó tặng tặng chứ cũng là bán đó mọi người. Nói chung thì nếu như mà đầu không á, cái đầu không á thì khoảng 2 triệu mốt, khoảng 2 triệu mốt ha. Còn có cái dây này luôn là khoảng 100.000 rồi, thì dây này luôn là 2 triệu 2 đó, 2 triệu 2. Tại mấy cái rắc này cũng không có rẻ, rẻ tiền đâu. Vừa dây nữa, dây 1 mét là 10 mấy ngàn á, thì xịn á. Rồi, tới video buông máy cải trần cho anh em coi đến đây cũng xin là kết thúc. Anh em muốn đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại để lên bên dưới, và có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin vào số Zalo hoặc Facebook cho mình để mình trả lời. Hoặc đặt hàng, đặt hàng thì gọi thẳng vô cái số điện thoại của mình. Rồi mọi người nếu như mà đặt hàng á, thì mọi người cứ gọi và đặt cọc nha, đặt cọc tiền xe, thí dụ như đặt cọc tương đương tiền xe, thí dụ như tiền xe là tiền ship là 40.000, thì mọi người cứ đặt là khoảng 40 hoặc 50.000. Tại vì có nhiều người á, đặt không nhận mình sẽ lỗ tiền xe mất, thì mình sẽ đặt cọc tiền xe. Đặt bắt mọi người đặt cọc tiền xe trước. Thì có nhiều người thì cũng hứng hứng lắm, hứng thì đặt cái tới mà nhà giao hàng đi xong cái không nhận. Đó. Thì có gặp trường hợp như vậy á, thì mình cũng không có lỗ tiền xe. Nếu như các bạn không đặt cọc thì mình không có giao được đâu mọi người, thông cảm nha. Rồi, video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.